Top 5 loại cây, lá, khắc tinh của bệnh cao huyết áp và 5 bài thuốc chữa cao huyết áp hiệu quả. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Huyền, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Cao huyết áp là một căn bệnh phổ biến hiện nay và số người mắc bệnh này đang gia tăng nhanh chóng. Nếu huyết áp không được kiểm soát, nguy cơ tử vong cho người mắc bệnh cao huyết áp là rất cao. Vì vậy, để duy trì huyết áp ổn định, người bệnh thường phải sử dụng thuốc trong thời gian dài. Tuy nhiên, sử dụng thuốc tây dài hạn sẽ tiềm ẩn những nguy hại khó lường. Do đó, hiện nay nhiều người đã chọn phương pháp chữa cao huyết áp bằng phương pháp dân gian vừa hiệu quả lại đảm bảo an toàn. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay, Diệp sẽ chia sẻ với bạn về 5 loại lá được coi là khắc tinh của bệnh cao huyết áp. Cùng với đó là bài thuốc hiệu quả bạn có thể áp dụng ngay tại nhà nhằm cải thiện tình trạng cao huyết áp nhé. Nếu bạn quan tâm tới chủ đề ngày hôm nay, hãy ở lại đây với Diệp cho đến cuối video. Bạn cũng có thể ủng hộ Diệp bằng cách để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video ngay bây giờ hoặc thích video hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục vào phần nội dung chính. Bài thuốc 1 đó là chữa cao huyết áp bằng cần tây. Cần tây là một thực phẩm quen thuộc trong việc chế biến các món ăn hàng ngày. Đồng thời, cần tây được coi là một phương pháp dân gian cực kỳ hiệu quả để giảm huyết áp cao cho người bị huyết áp cao. Lượng kali có trong cần tây có khả năng làm giảm áp lực lên các thành mạch, giúp kiểm soát huyết áp ổn định và ngăn chặn tình trạng huyết áp cao. Ngoài ra, việc sử dụng cần tây cũng giúp làm giãn nở mạch máu, từ đó giảm áp lực lên thành mạch và cải thiện tình trạng cao huyết áp. Các bài thuốc chữa cao huyết áp bằng cần tây. Thứ nhất là nước cần tây. Chuẩn bị 50g cần tây và 3 bát nước lọc. Cần tây rửa sạch, thái nhỏ, cho vào nồi nấu cùng với 3 bát nước lọc. Cạn còn khoảng 1 bát thì dừng lại, chia làm 3 lần mỗi ngày cho đến khi huyết áp ổn định. Cách cực kỳ đơn giản đúng không nào? Cách thứ hai, nước ép cần tây. Chuẩn bị 50g cần tây, 1 củ cải đường, 1 quả dưa leo, 3 củ cà rốt, 1 quả lê, 1 củ gừng. Rửa sạch các nguyên liệu trên và thái nhỏ, tất cả cho vào máy xay thành nước ép để uống hàng ngày sẽ giúp hạ huyết áp nhanh chóng. Thứ ba là nước cần tây với mật ong. Cái này thì cực kỳ đơn giản này, tại vì mật ong trong gia đình nào cũng có. Cách thực hiện như sau. Chuẩn bị cần tây, mật ong và đường mạch nha có lượng như nhau. Cần tây đem rửa sạch, giã bắt lấy nước, cho thêm mật ong, đường mạch nha vào rồi đun nóng và uống ngay khi còn ấm. Bài thuốc thứ hai là chữa cao huyết áp bằng tỏi. Tỏi được sử dụng để chữa cao huyết áp vì thành phần allicin có trong tỏi có tác dụng hạ huyết áp rất tốt. Người bị cao huyết áp có thể áp dụng các bài thuốc sau đây. Đầu tiên là ăn tỏi sống. Đây là cách đơn giản nhưng lại có hiệu quả tốt. Bởi vì khi bạn ăn trực tiếp tỏi sống sẽ giúp hình thành enzyme kích hoạt allicin, giải phóng allicin, một cách triệt để kiểm soát chỉ số huyết áp. Thứ hai là ăn tỏi sống kèm xà lách và cà chua. Đây là cách ăn dành cho những người không ăn tỏi sống một mình vì vị cay nồng của tỏi. Bạn có thể ăn kèm với các loại rau quả này để dễ dàng ăn hơn. Thứ ba là ăn bột tỏi cùng với cách để hạ huyết áp. Với lượng bột tỏi cần thiết mỗi ngày từ 600mg đến 900mg. Thứ tư là uống trà tỏi. Bạn hãy cho 3 tiết tỏi vào một cốc nước sôi đậy kín, sau đó cho thêm ít mật ong vào để uống. Bài thuốc thứ ba đó là trị cao huyết áp bằng nước dừa. Một cách hạ huyết áp theo dân gian cực kỳ đơn giản với nguyên liệu rất dễ kiếm, đó chính là nước dừa. Nước dừa có chứa nhiều kali, có tác dụng giúp duy trì huyết áp ổn định. Ngoài ra, các thành phần canxi và muối khoáng trong nước dừa giúp kích thích ổn định nồng độ cholesterol trong máu, giảm mỡ máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Để giúp hạ huyết áp cao, hãy duy trì uống nước dừa mỗi ngày. Tuy nhiên, không nên uống quá 3 quả trên ngày. Bài thuốc thứ tư đó là chữa cao huyết áp bằng quả sơn trà. Sơn trà có thành phần vitamin C cao, là một trong hợp chất chống oxy hóa quan trọng để tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa nhiều vi lượng và các khoáng chất như là sắt, kali, mangan. Do
rất tốt cho người cao huyết áp. Bài thuốc chữa cao huyết áp từ sơn trà cực kỳ đơn giản như sau. Một là trà sơn trà hoa cúc, chuẩn bị sơn trà, hoa cúc, lá chè tươi, mỗi loại 10g, cho các nguyên liệu vào với nhau và hãm lấy nước uống hàng ngày thay cho nước lọc. Thứ hai là trà lá sen sơn trà, chuẩn bị sơn trà 15g, lá sen 20g, tán nhuyễn hoặc là xay nhuyễn hai nguyên liệu này rồi hãm với nước sôi trong vòng 20 phút để uống. Bài thuốc thứ 5 đó là chữa cao huyết áp bằng rễ cây nhàu. Cây nhàu là một loại cây thuộc họ cà phê Rubiaceae. Loại cây này thường được mọc ở những vùng ẩm thấp, mọc theo suối, ao hoặc là hồ, và các bộ phận của cây nhàu đều được sử dụng để làm các bài thuốc chữa nhiều căn bệnh. Trong đó, rễ cây nhàu được coi là một trong những phương pháp hạ huyết áp bằng phương pháp dân gian cực hiệu quả. Rễ nhàu có vị hơi đắng, tính ấm, rất ít độc và không gây nghiện. Rễ nhàu có nhiều tác dụng giảm đau, nhuận tràng, hoạt huyết, thông kinh, an thần, trừ phong thấp, điều trị tăng huyết áp, chóng mặt, đau lưng và nhức mỏi chân tay. Bài thuốc chữa cao huyết áp từ rễ cây nhàu đơn giản. Thứ nhất là rễ cây nhàu đem thái nhỏ, phơi khô và mỗi lần uống từ 20g tới 40g để sắc uống thay bằng nước trà hàng ngày. Uống liên tục trên 2 tháng để huyết áp ổn định và thực hiện kiểm tra huyết áp thường xuyên để giảm lượng rễ nhàu khi huyết áp đã được giảm. Thứ hai là chuẩn bị rễ cây nhàu 20g, nhu tất 10g, thục địa hoặc sinh địa 20g, han hòe 10g, mã đề 20g, táo nhân 10g, trạch tả 10g. Cho tất cả nguyên liệu này đun với 1 lít nước và đun cạn khoảng 300ml nước thì chia đều làm 2 lần uống trong ngày. Cuối cùng, Diệp chúc mừng bạn, người duy nhất có thể xem hết video này. Vậy bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới video để Diệp được tương tác với bạn nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ để nhiều người biết và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Diệp rất vui khi những video hữu ích của mình được chia sẻ tới nhiều người biết hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng lúc 8 giờ tối ngày mai. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.